Chi Lăng là huyện nằm ở phía nam của tỉnh Lạng Sơn, cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 40 km với diện tích gần 700 km2, nằm trong một lòng chảo với vẻ đẹp hùng vĩ bởi các dãy núi đá vôi bao bọc. Vùng đất hội tụ tất cả những yếu tố quan trọng để vươn lên trở thành điểm đến hấp dẫn du khách khi sở hữu khu di tích lịch sử gắn liền với những chiến công hiển hách của cha ông ta trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc từ hàng ngàn năm nay, với 24 điểm đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận di tích quốc gia đặc biệt. Nơi đây có dòng sông Thương hiền hòa chảy qua, mang bao phủ xa bồi đắp cho ruộng vườn xanh mướt quanh năm, xóm làng Chủ Phú, cùng hệ thống danh lam thắng cảnh nổi tiếng như núi Mặt Quỷ, núi Mã Yên, núi Bàn Cờ, núi Phượng Hoàng, có giá trị về cảnh quan, môi trường tự nhiên hấp dẫn. Các hang động lớn nhỏ và các sản phẩm du lịch khám phá, du lịch trải nghiệm độc đáo khác. Đồng thời, Chi Lăng là huyện nằm trên tuyến quốc lộ 1A, cách thủ đô Hà Nội 110 km, cao tốc Hà Nội Lạng Sơn và tuyến đường sắt Hà Nội Đồng Đăng, con đường huyết mạch nối liền tuyến liên vận quốc tế Á Âu, có vị trí chiến lược quan trọng về kinh tế, văn hóa, ngoại giao và an ninh quốc phòng, cũng là lợi thế lớn giúp Chi Lăng phát triển du lịch trong tương lai gần. Chúng tôi đã xác định hai loại hình du lịch quan trọng. Cái loại hình thứ nhất là du lịch lịch sử tâm linh. Và chúng tôi đã có những cái tuyến du lịch như là tham quan các cái đền. Cái thứ hai là chúng tôi sẽ phát triển cái tuyến là du lịch lịch sử sinh thái, tức là tham quan các cái di tích lịch sử, rồi tham quan các cái danh thắng ở Chi Lăng như là các cái hang động nổi tiếng, rồi là các cái thảo nguyên với đồng cỏ xanh mướt và khí hậu trong lành. Khu di tích lịch sử Chi Lăng nằm trong vùng ải Chi Lăng. Đến với khu di tích quốc gia đặc biệt này, du khách sẽ được khám phá những địa điểm di tích được hình thành từ tín ngưỡng thờ những người có nhiều cống hiến đã hy sinh trong chiến đấu, như đền Quỷ Môn hay còn gọi là đền Quan Trấn Ải, đền Quán Nàng và những sự tích và câu chuyện dân gian kỳ bí. Những di tích từng là nơi mai phục, chặn đánh, tiêu diệt địch của nghĩa quân và dân binh địa phương như Bãi Hào, Lũy Cửa Dinh, Ngõ Thề, Lũy Ải Chi Lăng còn được gọi là Quỷ Môn ở dưới chân núi Quỷ. Các di tích núi Bãi Đầm, Thành Bầu, nhiều di tích vốn là căn cứ của nghĩa quân và hậu cứ của các trận đánh được nhân dân truyền tụng là nơi sinh hoạt của nghĩa quân như Làng Đồn, Thành Kho, Đấu Đong Quân. Đi đến từng cái điểm di tích thì sẽ thấy được mỗi điểm di tích là một cái nơi gắn với nhiều sự kiện lịch sử của dân tộc, có thể gắn với những trận đánh, có thể gắn với những người anh hùng, những người đã được tôn vinh trong lòng nhân dân Chi Lăng. Chi Lăng không chỉ được biết đến bởi các điểm di tích mà còn được biết đến với đồng cỏ như đồng cỏ Khao Khao ở thôn Suối Mạ A, xã Hữu Kiên, có độ cao 760m so với mặt nước biển, diện tích hơn 144 ha. Đến với Khao Khao, chúng ta sẽ cảm nhận được bầu không khí mát mẻ, trong lành, thiên nhiên hoang sơ, cộng thêm sự chất phác thật thà và nhiều tập quán văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc vùng cao, với nghề chăn nuôi ngựa bạch. Với những lợi thế đó, những năm gần đây, việc xây dựng các sản phẩm du lịch sinh thái, khám phá, mạo hiểm tại xã Hữu Kiên gắn với các tour tuyến du lịch, gắn liền du lịch tâm linh, hệ thống đền chùa trên địa bàn huyện được các cấp chính quyền địa phương và ngành du lịch Lạng Sơn chú trọng quảng bá, với mong muốn các sản phẩm du lịch của Hữu Kiên sẽ tạo được sức hút lớn với du khách, đem lại nguồn thu nhập cho bà con nhân dân. Đặc biệt, những năm gần đây, du lịch gắn với các làng nghề, các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu đang trở thành hướng phát triển du lịch mới của tỉnh Lạng Sơn, bước đầu đã có những thành công nhất định. Sự kết hợp giữa du lịch và nông nghiệp đã mang lại hiệu quả kinh tế cho nông nghiệp, xây dựng được thương hiệu cho du lịch nông nghiệp. Từ thực tế đó, huyện Chi Lăng cũng quan tâm đẩy mạnh gắn du lịch với các sản phẩm nông nghiệp của địa phương theo từng sản phẩm. Như với lợi thế là địa bàn có diện tích trồng cây na lớn nhất của tỉnh, huyện Chi Lăng đã đẩy mạnh quảng bá loại hình du lịch tham quan trải nghiệm tại vườn na nhằm thu hút ngày một đông du khách thập phương. Thì ngoài cái việc tham quan du lịch, trải nghiệm về học tập lịch sử, du lịch tâm linh
thì du khách còn được tham quan các vùng sản xuất cây ăn trái tiêu biểu nổi bật của huyện Chi Lăng. Đây là một điểm du lịch rất là hấp dẫn và tôi tin chắc rằng là du khách khi đến với Chi Lăng tham quan cái di tích quốc gia đặc biệt, di tích lịch sử Chi Lăng, tham quan cái khu vực trồng cây nông nghiệp của huyện Chi Lăng thì sẽ có những cảm nhận rất là khác. Hiện nay, huyện Chi Lăng đang chú trọng xây dựng cơ sở hạ tầng du lịch, trong đó dự án đền thờ Chi Lăng giai đoạn 1 đã hoàn thành. Việc xây dựng khu di tích Chi Lăng nhằm tổ chức, quy hoạch một khu trung tâm có không gian lớn, đáp ứng được yêu cầu về tổ chức các loại hình dịch vụ văn hóa du lịch. Không chỉ có nguồn tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú, các danh lam thắng cảnh và sự giàu có vốn văn hóa lịch sử truyền thống, các sản phẩm du lịch đặc trưng riêng có, huyện Chi Lăng cũng nắm giữ lợi thế về giao thông với việc hội tụ hai loại hình gồm đường bộ và đường sắt. Đây không chỉ là điều kiện tiên quyết để phát triển du lịch mà còn là thế mạnh hấp dẫn các nhà đầu tư để Chi Lăng ngày càng phát triển và trở thành điểm đến lý tưởng của du khách gần xa.